hướng dẫn di chuyển cho người dân về Hà Nội khi thành phố chuyển cấp độ dịch từ xanh sang vàng. Ngay khi chuyển cấp độ dịch từ xanh sang vàng, thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn chi tiết giúp người dân từ các địa phương khác về Hà Nội và việc di chuyển trong nội thành. Hướng dẫn cho người dân đến về và di chuyển trong Hà Nội. Theo kế hoạch số 243 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đã có hướng dẫn cụ thể việc đi lại của người dân từ các địa phương có cấp độ dịch khác nhau về thủ đô. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính tới thời điểm về Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, xét nghiệm một lần bằng phương pháp PCR vào ngày thứ nhất từ khi tới Hà Nội. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy từ khi tới Hà Nội. Những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tới Hà Nội, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ khi tới Hà Nội. Tất cả các trường hợp trên, ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương. Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ các địa phương có nguy cơ cao cấp 3 tương ứng với màu cam áp dụng như sau. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính tới thời điểm về Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày từ khi tới Hà Nội. Những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương. Trong suốt thời gian cách ly tự theo dõi sức khỏe nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ các địa phương có nguy cơ trung bình cấp 2 tương ứng với màu vàng áp dụng như sau. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính tới thời điểm về Hà Nội không áp dụng cách ly xét nghiệm, những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương. Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ thấp cấp 1 tương ứng với màu xanh áp dụng như sau. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính tới thời điểm về Hà Nội không áp dụng cách ly xét nghiệm, những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày. Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương. Đặc biệt, những người di chuyển qua địa bàn thành phố Hà Nội không thực hiện cách ly và không yêu cầu xét nghiệm. Trong quá trình lưu thông qua địa bàn thành phố cần thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và không dừng nghỉ trên địa bàn thành phố, trừ trường hợp bất khả kháng. Hà Nội khuyến khích người dân hạn chế tới các địa phương khác. Chỉ tới trong trường hợp cần thiết, tuân thủ quy định của trung ương và nơi đến. Hướng dẫn về hoạt động vận tải hành khách hàng hóa. Theo kế hoạch số 243 của Ủy ban nhân dân, vận tải hành khách, công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải được phép hoạt động, hoạt động có điều kiện để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Đối với đường hàng không và đường sắt áp dụng theo văn bản quy định riêng. Cụ thể người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, người đi theo phương tiện, hành khách tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế, quét mã QR code theo quy định thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện, trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế trên phương tiện phục vụ hành khách. Cảng hàng không, bến xe, bến tàu, ga, đường sắt, các trạm dừng nghỉ cần phải xây dựng và triển khai phương án kế hoạch đón trả hành khách, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR code. Trong lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh, thành phố Hà Nội yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương, chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, nắm bắt thông tin về hành trình, nơi xếp dỡ hàng hóa và cấp dịch do địa phương công bố, phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm ghi trong giấy vận tải, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế trên phương tiện, tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế, quét mã QR code theo quy định.